Thưa quý vị, nhờ chủ động triển khai nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ, sự kiện mới và đảm bảo công tác an ninh an toàn điểm đến, thành phố Đà Nẵng đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan vui chơi, lưu trú trong 3 ngày nghỉ lễ 2 tháng 9. Theo đại diện các khu điểm du lịch, lượng khách đến tham quan vui chơi trong dịp lễ tăng trưởng. Trong 3 ngày nghỉ lễ, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9, di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn đón hơn 15.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 8.400 lượt, khách nội địa đạt 6.650 lượt. Khu vui chơi và nghỉ dưỡng Mikazuki đón hơn 7.000 lượt khách. Khu du lịch Banner Hills đón hơn 10.000 lượt khách mỗi ngày, tăng 20% so với năm trước và 30% so với năm 2019. Công viên suối khoáng nóng đua hít thần tài Đà Nẵng đón khoảng 20.000 lượt khách trong 3 ngày nghỉ lễ. Cảm thấy là rất thú vị, hòa cùng với thiên nhiên, tới đây được các anh chị hướng dẫn nhiệt tình cho bé và bằng áo phao và được ngắm cảnh thiên, rất là trong là hòa mình cùng thiên nhiên, là với lại mình đập thiền vậy, tạo gần gắn kết với gia đình với nhau. Bầu không khí ở đây rất trong lành, tôi rất thích quang cảnh cũng như con người ở đây. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, tôi rất vui khi có mặt ở đây trong ngày lễ quan trọng này. Bên cạnh đó, nhiều sự kiện du lịch, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao có điểm nhấn như lễ hội du lịch Cốt Đà Nẵng đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn, mang lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời dành cho người dân, du khách. Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm làm thế nào để đánh góp và một cái sự kiện rất là thú vị. Những cái trải nghiệm này giúp cho người dân gọi là bước đầu tiếp cận và sau này sẽ kiểu cảm thấy cảm giác thân thuộc và kiểu sẽ nhiều người chơi hơn và quảng bá được nhiều du khách tới với thành phố. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2023, Sở Du lịch Đà Nẵng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đề nghị các đơn vị địa phương triển khai các nhiệm vụ nhằm đảm bảo công tác đón và phục vụ khách. Đối với các đêm mà đông thì HLO luôn có phương án tăng cường nhân lực, bố trí nhân sự để mà đảm bảo cho du khách và người dân đến chơi được an toàn. Chúng tôi ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm của thành phố như Trần Phú, Bạch Đằng, 2 tháng 9, Nguyễn Văn Linh. Đây là những tuyến đường mà chúng tôi làm lại trật tự vỉa hè, sắp xếp lại trật tự đô thị, nhất là khu vực chợ hàng. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban thành phố, chúng tôi đã ra quân liên tục trong suốt những ngày qua, mang lại cái trật tự ổn định cho chợ hàng. Cùng phối hợp với Sở Du lịch, Ban An toàn thực phẩm thành phố, chúng tôi đã kiểm tra lưu trú ở các khách sạn trên địa bàn quận. Nhờ chủ động triển khai các giải pháp, du khách đến với thành phố Đà Nẵng trong dịp lễ 2 tháng 9 năm nay đã tận hưởng được các dịch vụ vui chơi giải trí vừa ấn tượng, vừa thân thiện và an toàn, qua đó tạo thêm điểm nhấn về hoạt động du lịch của thành phố.